nhất đỡ nó mới. Ủa sao có dây caro lẫn kéo á hả? Bơm vô nó bơm hút chân không. Có ống không? Có ống không? Thử coi. Có ống nhỏ vậy đâu. Có bơm không? Lụm tiền. Trời dữ luôn. Ủa không ra hả? Ra. Vô đâu? Vô này chứ chứ rồi. Alo. Xúc này xúc nhẹ mình sang con này. Nghe này. Đúng rồi anh. Đúng rồi, Bến Lức Long An. Giáp Bình Chánh. Sang qua chưa điều. Nó xuống lấy cho anh xe ba gác xuống lấy đi. Dạ. Ba gác có tay nhóc nè. Rồi chạy. Mấy mấy. Được rồi, 60 70 là vừa. Có 10 triệu cái đầu anh. Không, nguyên bộ sớt là khoảng 13 triệu. Đấy, đúng rồi à. Không anh, có cụ này. Gì vậy, gì vậy? Mập sao? Khỏi gần ngồi nha bà con, hút chân không luôn nè. Cái này chữa cháy mini là ok, là tốc độ rất mạnh, hay bơm nước chống ngập trong gia đình nữa thì Sài Gòn cũng gọn nhẹ nè. Máy này 5 HP luôn, rất gọn nhẹ phải không? Mọi người ôm chạy tới trong gia đình là ok, hay bơm nước khẩn cấp ok lắm nè. Đủ chức năng luôn, khỏi gần ngồi, cứ hút cứ đè này xuống là tự động hút chân không thôi. Vô pin hai thời chữa cháy nha. Ống ra là 49, ống vô là 50. À, gia đình mini là vừa rồi. Bơm nước cũng gọn nhẹ, tốn xăng nữa. Bình xăng nhỏ tốn. Máy còn khá đẹp nè. Đây ra coi. 5 ngựa Y10. Ống ra 50. Ống ra nó 50 không? Đúng rồi, 50. Ông vô 50. À, ông ra 49. Ông ra hả? 40. 40, tức là vô 50 ra 50, vô 40, vô 50. Vô 50 ra 40. À, vô 50 ra 40. Nó gì rất là nhẹ nha. Chạy á con, nó mắc rồi nha.